những đồ ăn nhanh ngon miệng tốt cho sức khỏe những đồ ăn nhanh ngon miệng sau rất tốt để chúng ta mang đến nơi công sở cho một bữa ăn phụ giàu dinh dưỡng và tiện lợi một bánh hạt hoa quả các loại bánh khô làm từ hoa quả và các loại hạt rất dễ mang đi cũng như bảo quản khiến bạn dễ dàng ăn ngay tại bàn làm việc các hương vị như bơ lạc mật ong và hạnh nhân cà phê đen vừa ngon miệng lại bổ sung năng lượng có lợi cho sức khỏe. 2. trứng luộc với rau chỉ cần một quả trứng luộc với một vài lát dưa chuột trẻ hay cà chua bi là đủ. 3. Format mát miền quê và dâu. Xuân ăn combo này cung cấp lượng cân bằng giữa đồ ngọt và hoa quả. Chỉ cần nửa chén phô mát miền quê ít béo và nửa chén dâu như quả phúc bồn tử hoặc việt quất. Các quả họ dâu giúp bạn tăng cường sức khỏe chẳng hạn như chiết xuất từ quả việt quất giúp cải thiện trí nhớ ở người già. 4. Chuối và bơ hạnh nhân. Chuối là đồ ăn nhanh cực tốt cho sức khỏe. 5. Cháo yến mạch. Đây không chỉ là đồ ăn sáng, cháo yến mạch là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan giúp bạn no lâu hơn. Chỉ cần một gói bột yến mạch dùng ngay không chứa đường và chất phụ da cộng thêm vài thìa quả ốc chó thái mỏng các loại hạt là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch 6. bánh mì bơ lạc đây là đồ ăn nhanh dễ làm cân bằng mà không cần phải bảo quản trong tủ lạnh chỉ cần một lát bánh mì bơ lạc và một thìa bơ lạc là đủ để tăng cường sức khỏe bạn nên ăn bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt và bơ láo tự nhiên không chứa chất bảo quản. 7. Bánh ngô cuộn Chọn bánh ngô nguyên hạt cộng thêm các loại rau và nhân theo sở thích khiến bạn đủ ngất ngây. Chúng ta có thể sử dụng quả bơ và cà chua cộng với sốt hummus, làm nhân và thêm vào ít thịt hoặc hải sản, cuộn bánh ngô lại và bạn có một bữa ăn nhanh, giàu dinh dưỡng, tiện lợi. 8. Sữa chua Hy Lạp với hoa quả Tất cả mọi loại sữa chua đều không giống nhau. Sữa chua Hy Lạp rất giàu protein, ít đường và rất ngon miệng. Chỉ cần một cốc sữa chua Hy Lạp không béo với hoa quả, một ít mật ong và bánh quy là một bữa ăn thêm tốt cho sức khỏe. 9. Đậu luộc. Quả đậu luộc là nguồn cung cấp protein dồi dào sẽ giúp bạn cảm thấy no. Đây là lựa chọn tối ưu cho những người ăn chay. 10. Bánh giòn kẹp thịt gà hoặc cá ngừ bánh giòn có chứa carbon nát và chất béo. Bạn không cần phải thêm chất béo như bơ hay format thay vào đó bạn nên thêm vào protein như kẹp thêm thịt gà trắng hoặc cá ngừ cùng sốt mayonnaise ít béo, làm từ dầu ô liu để có thêm nhiều chất xơ. Nên chọn bánh giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt, bột mì hoặc gạo lứt. 11. Hạt điều, các loại hạt và hoa quả khô Hỗn hợp các loại hạt gồm hạt điều, hạnh nhân, hạt bí, nho khô, rông khô, không chứa đường. Các hạt ngũ cốc sẽ cung cấp cho bạn các loại chất béo tốt cho tim mạch, từ các loại hạt giàu chất xơ và hoa quả khô, cân bằng và tươi trẻ. 12. Salad sốt hummus Loại salad ngon miệng này rất dễ để thưởng thức nơi công cộng, chỉ cần 1 phần 3 cốc mù tạt với một đĩa rau hỗn hợp gồm cà rốt bao tử, ớt chuông, dưa chuột, cà chua bi trông vừa rất bắt mắt, lại giàu dinh dưỡng. Hummus là một loại sốt Trung Đông và Ả Rập làm từ đậu, chickpea. Đấu chín, nghiền nhuyễn trộn với sốt, tahini, dầu ô liu, nước cốt chanh muối và tỏi. Ngày nay, nó phổ biến trên toàn Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi, Maroc và cộng đồng ẩm thực trên toàn thế giới. 13. Sốt quả bơ với bánh ngô nướng hoặc bim bim khoai tây nướng, avocado, giàu chất béo không bão hòa và bánh ngô nướng hoặc bim bim khoai tây nướng chứa ít calori. 14. Sữa nóng Trong những tháng mùa đông giá rét, một cốc sữa nóng có thể giúp bạn ấm người và đỡ khát. Đặc biệt, sữa đậu nành là nguồn cung cấp protein hoặc sữa hạnh nhân. Kèm với một chút hoa quả giúp bạn tăng thêm sinh lực. 15. Táo và phò mát cung cấp cho bạn protein và carbon hydrat cân bằng giúp bạn thoải mái suốt cả buổi chiều